Xá Lợi Tử bạch: Tánh của pháp không quên mất vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của pháp không quên mất vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của pháp không quên mất vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tánh luôn luôn xả vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tánh luôn luôn xả vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của tánh luôn luôn xả vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí nhất thiết vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí nhất thiết vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của trí nhất thiết vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả dự lưu vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả dự lưu vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của quả dự lưu vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của quả Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị độc giác vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị độc giác vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của quả vị độc giác vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh tất cả hạnh đại Bồ Tát vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát vô tri, tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri, tức là thanh tịnh. Phật dạy: Như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Tại sao tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri, tức là thanh tịnh? Phật dạy: Vì tự tướng là không, nên tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật vô tri, tức là thanh tịnh.